Có hạt mầm gọi là mơ ước, bấy lâu cất vào tim, muốn lớn cùng hoài bão với khát khao. Có một nơi để niềm tin trao, sắc cam sang rực rỡ, sẽ nuôi đam mê với hy vọng. Hạt mầm ngày xưa cũng đã lớn lên, mơ ước mơ giờ đã chấp cánh người sắp ước mơ. Đoạn đường mang hành trang có khi dông dài, niềm tin phá số sẽ vững chân ta hoài. Tháng năm trưởng thành mỗi người trong chúng ta sẽ in dấu chân ngày sau cho thế hệ. Để rồi khi bước chân mệt nhòi, nhìn lại xem mình đã cùng nhau khôn lớn. Giá chỉ là thứ sẽ tồn tại trong hình hài tri thức, chuyển tay đắp xây. Cái việc học nó ví như trèo ngược dòng sông. Chúng ta chỉ cần dừng tay trèo là chúng ta tụt hậu. Chúng ta chỉ cần dừng học là chúng ta sẽ trở thành những người của quá khứ. Và chính vì vậy, ngoài việc chúng ta học để chúng ta hoàn thiện, thì chúng ta cũng sẽ có một cái tâm hồn tươi trẻ. Và lúc đó chúng ta sẽ có tri thức hơn, kiến thức nhiều hơn, sống bác ái hơn. Và điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ hạnh phúc hơn ở mỗi người chúng ta. Và những thầy cô giáo sẽ tiếp tục là những người đưa đỏ cho chúng ta. Đoạn đường mang hành trang có khi dông dài, niềm tin phá số sẽ vững chân ta hoài. Tháng năm trưởng thành mỗi người trong chúng ta sẽ in dấu chân ngày. Paso càng nhận thức rõ hơn nữa trách nhiệm của tổ chức với sứ mệnh mang lại những giải pháp giáo dục độc đáo, khác biệt và hiệu quả. Sứ mệnh trao đi nhiều giá trị hơn nữa để phụng sự cộng đồng, xã hội. Paso sẽ là nơi không chỉ thay đổi trình độ tiếng Anh mà còn là nơi giúp các bạn trẻ được thay đổi về nhận thức, tư duy học tập, phát triển bản thân, trang bị những kỹ năng mềm, kỹ năng thiết yếu trên hành trình lập thân, lập nghiệp sau này. Ta sẽ tự hào nói về những điều ta mang đến cuộc đời. Đoạn đường mang hành trang có khi dông dài, niềm tin phá số sẽ vững chân ta hoài. Tháng năm trưởng thành mỗi người trong chúng ta sẽ in dấu chân ngày sau cho thế hệ. Để rồi khi bước chân mệt nhoài, nhìn lại xem mình đã cùng nhau khôn lớn. Sẽ chỉ là thứ sẽ tồn tại trong hình hài tri thức, chuyển tay đắp xây tương lai. Con đường kia dẫu lắm gian nan, ước mơ dù đôi lúc dở dang mơ hồ, chỉ cần đôi chân vẫn còn vương bước, sợ đã cũng thành dòng nước. Đoạn đường mang hành trang có khi dòng dài, niềm tin phá số sẽ vững chân ta hoài. Tháng năm trưởng thành mỗi người trong chúng ta sẽ in dấu chân ngày sau cho thế hệ. Để rồi khi bước chân mệt nhoài, nhìn lại xem mình đã cùng nhau khôn lớn. Sẽ chỉ là thứ sẽ tồn tại trong hình hài tri thức, chuyển tay đắp xây tương lai. Paso, lập thân lập nghiệp, học tập suốt đời.